Yêu 49 bà. Ôi yêu 49 bà. Lấy cả vợ Tiệp, vợ Đức, vợ Nga, Ba Lan. Trời. Về Việt Nam lấy bà thứ 50 có Slovenski, Republiki. Dạ. Neska, Dobri, Yetnukluk. Dạ. Photographia. Dạ. Hốt nghe. Dạ. Sydney, hốt nghe. Buati. Dạ. Krasny. Dạ. Hà Nội ơi, hôm nay sao mà đẹp thế? Mưa vẫn bay, đời tôi vẫn không đổi thay. Nhìn cô đeo ô bà tấm lòng thêm chăn trở. Nhìn những người Tây đi giữa ven hồ. Hồ Gươm đẹp lắm em ơi. Còn anh vẫn là người vô tư. Em anh thấy thơm thơm nhá. Yêu nhìn em anh muốn ôm em vào lòng. Dạ. Tay anh choàng chéo ngang hông. Từ từ anh tặng nụ hôn ban đầu. Yêu em anh hôn thật lâu. Yêu em anh ôm thật lâu. Dạ. Anh hôn càng mạnh càng sâu càng nồng. Con đi còn đẩy trông ai. Nhưng ông tin tưởng tương lai sáng ngời. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thủ đô Hà Nội. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là Hồ Hoàn Kiếm và Tháp Con Rùa. Khi đến Hà Nội thì cô bác quý anh chị không thể bỏ qua một cái điểm check-in khá là lý tưởng. Đó là một cái Hồ Hoàn Kiếm. Sáng ngày hôm nay thì nhiệt độ ở Hà Nội cũng khá là lạnh, 18 độ C cô bác quý anh chị. Và Bùi Hồ đi trải nghiệm dưới trời mưa, mưa phùn như thế này. Mặc dù là mưa phùn nhưng cũng khá là nặng hạt. Để chia sẻ những hình ảnh rất là hay bên Hồ Hoàn Kiếm này cho cô bác quý anh chị biết được luôn. Và mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ một vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm ngay tại thủ đô Hà Nội ha. Sáng ngày hôm nay thì thời tiết ở ngay tại thủ đô Hà Nội khoảng 18 độ C. Và Bùi Hồ cũng mới vừa thưởng thức một ly cà phê, sau đó đi vòng vòng. Mặc dù là trời mưa, thời tiết cũng không có thuận lợi cho lắm. Và không khí cũng khá là lạnh, nên Bùi Hồ phải mặc hai ba cái chiếc áo như thế này. Ngày hôm nay thì đến 1 giờ chiều thì Bùi Hồ sẽ di chuyển đến thành phố Cao Bằng. Quãng đường di chuyển khoảng 300 km cô bác anh chị, cũng khá là xa. Bằng từ Đồng Tháp đi xuống Cà Mau luôn. Và đoạn đường nó ngoằn ngoèo lắm, nên thành nữ là khoảng 8 giờ tối thì Bùi Hồ mới đến Cao Bằng. Và hôm nay thì Bùi Hồ đang đứng ngay tại Hồ Gươm nè. Đây là một cái hồ khá là nổi tiếng, hay còn gọi ở ngoài sau lưng đây là Tháp Rùa. Cô bác anh chị, hồ này còn gọi là Hồ Hoàn Kiếm hay gọi là Hồ Gươm. Cái tháp đằng sau là Tháp Rùa. Và ngày nay đứng đây để chia sẻ cho cô bác anh chị biết về không khí Hà Nội ở thời điểm hiện tại. Mặc dù là ở khu vực đồng bằng á, 18 độ khá là lạnh. Và khi mà di chuyển đi đến Cao Bằng thì khoảng 12-13 độ thôi. Các trẻ ở đó thì chịu lạnh cũng cực kỳ tốt luôn. Nhưng mà để chống lại cái lạnh thì phải có những cái chiếc áo như Bùi Hồ đang mặc nè. Và cũng rất chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị, quý mạnh thường quân đã đồng hành với Bùi Hồ trong cái chuyến hành trình này ha. Đây là cái hồ Hoàn Kiếm hay còn gọi là Hồ Gươm. Ở đằng kia có cái cây đằng kia ngã ra đằng kia á. Cái cây đó mà chụp hình đó rất là đẹp luôn. Rất là nhiều bạn trẻ đến đây check in. Và trước đây mà Bùi Hồ đi về Hồ Hoàn Kiếm này đó, có rất là nhiều những cái nhiếp ảnh á, nhiếp ảnh gia người ta lại đây người ta chụp hình với một buổi sáng với cái khung cảnh Hồ Gươm như thế này. Thôi bây giờ nói cũng nhiều rồi, còn bây giờ thì chắc có lẽ là sẽ đi vòng vòng tí xíu nữa ha. Dạ. Không có nhà lầu ô tô, không có nhá, con vợ không có con bổ nào theo. Hà Nội thành phố thân yêu, gặp chàng trai trẻ là bao điều gọi là ưu tư, hiền lành phúc hậu chân thành, bao nhiêu tình cảm để dành vợ con nhá. Dạ. Tương lai sự nghiệp còn dài, con vẫn phải hát bài gọi là gì, thành công. Dạ. Hà Nội thành phố rộng mênh mông nhá, cũng như tiếng nói của lòng ông đây. Dạ. Thôi ông nói hay quá. Ông là kiêm một nhà quân sư, kiêm một nhà tư vấn cho tình yêu. Oh. 70 tuổi rồi. Dạ con có thể mời ông qua bên kia ngồi. Ông đi khắp ông, bất thình lình ta lại gặp nhau. Dạ. Gặp nhau ta nói đuôi câu, chúc nhau mạnh khỏe mái đầu khoản xanh nhá. Dạ. 70-80 tuổi vẫn song hành nhá. Vốn nhá, hiểu biết sẽ trở thành quân sư. Sống vô tư ăn từ từ, chết đột tử. Cuộc đời có bao lâu, vài lần đắng cay thôi, thế già rồi. Một ngày Hà Nội trời mưa,
bất ngờ lại gặp nhá, nhá chàng trai về hè. Em mộc mạc, em hiền lành, nụ cười ấm áp. Con vợ được nhà, con nào mới được tôn thờ trăm năm. Dạ. Chuyện nói nhiều lắm. Ông ở châu Âu 10 năm. Ông ở châu Âu về 10 năm. Dạ, ông ở nước đi nào? Đức Tiệp, Nga, Ba Lan, Hung. Dạ. Đi khắp hành tinh. Cho con có thể gắn cái mic vô đây ha. Cái này cái lâm. Tên ông nhá. Dạ. Tên ông là nhá. Tên mẹ đẻ là Huy Thông. Còn tên nước ngoài là Maradona. Dạ, Maradona. Còn tên nhà văn là Thanh Tùng. Dạ. Có bài thơ viết về ông. Tôi không phải là kẻ đẹp trai nhá, nhưng mà nhìn vào gương thấy tối tương lai lu mờ. Gặp con hoa hậu thì đứng chờ, gặp con mà thì nở để vật vờ Hồ Gươm. Thôi, chuyện thì cũng nói còn nhiều. Dạ. Chúc cháu mày khỏe như diều, mày coi là cút cao. Không gian tĩnh mịch, yên lành, đó là hạnh phúc nhá. Của tuổi già 100. Ông về Việt Nam lâu chưa? Ông về Việt Nam cách đây khoảng được gần 30 năm. Gần 30 năm. Ông ở Hà Nội này luôn? Ở Hà Nội 33 năm. Dạ. Ở nước ngoài 10 năm. Dạ. Ở Tuyên Quang 30 năm. Dạ. Còn bây giờ mỗi bay lên Phú Quậy, Gốc Cây Đa. Nhá. Năm nay là ông bao nhiêu? Năm nay 70. 70. Ờ. Cháu ở ngoài ở trong Nam, ở Đồng Tháp. Biết rồi là gì. Ông đi khắp hành tinh, hôm nay gặp chàng trai trẻ thông minh tuyệt vời, đôi mắt biết nói lên đời. Con nào mà vớ được thì tươi mời mẹ khói mây. Trời. Đông về nhá. Dạ. Nhá, hạnh phúc tràn đầy. Dạ. Gặp con nhá, cảm thấy ngất ngây tâm hồn. Ồ. Nhá. Con thấy ông rất là phong độ đẹp trai mà lại xuất khẩu thành thơ. Ông thì đa hệ, nhưng cái hệ đẹp nhất trong cuộc đời ông đã viết một bài thơ cho Hà Nội cách đây khoảng độ 14 năm. Dạ. Ngày đó nhá, nghìn năm Thăng Long, ông viết bài thơ nghìn năm Thăng Long viết này. Em ơi, nghìn năm đến rồi, thủ đô Hà Nội khắp nơi tưng bừng niềm vui sao xuyến khôn cùng. Thăng Long Hà Nội nghìn năm tuổi tròn, Hà Nội thành phố vàng son, bao nhiêu di sản vẫn còn nguyên đây. Thời gian năm tháng phủ dày, thủ đô Hà Nội đổi thay đã nhiều. Chấm tính này nhá. Hà Nội thành phố tôi yêu, thiên nhiên cho bạn ban tặng tôi nhiều cảnh quan. Hà Nội nhiệt huyết nồng nàn, ngàn năm đại lễ ngập tràn lời ca. Và tôi đã viết bài thơ cho mũi tình 5 năm như của Romeo và Juliet. Bài thơ yêu nàng 5 năm không lấy được, nhưng tặng nàng bài thơ đến bây giờ vẫn còn nhớ nó. Dạ. Ừ, bởi vì nhé, tất cả chi tiết từ bé giờ ông còn nhớ cả. Cái bài thơ người yêu viết này: anh chiếu mình em thôi, yêu em anh mãi còn yêu, bóng em in đậm sớm chiều trong ta, da em trắng trẻo nuột nà, mặt em tỏa sáng như là bình minh, nụ cười ánh mắt thông minh, tiếng em ấm áp vừa tình vừa duyên, có đôi má lúm đồng tiền, dáng đi phúc thảo vừa duyên vừa tình. Yêu em hay yêu hết mình, yêu em thì có một mình em thôi, dù cho cách biệt phương trời, anh còn yêu mãi muôn đời y gret em. Và tiếp bài thơ: thấy một đứa gái đẹp quá, trong tâm hồn rộn lên bảo rằng ước gì mình được hôn cô nàng một nụ hôn. Thế là viết luôn bài thơ. Người có đứa gái rất trẻ, mặc áo nhá rất đẹp, trông như người tình Kennedy Moro. Dạ. Thế bài thơ tặng em nụ hôn viết. Dạ. Thế này: gần em anh thấy thơm thơm nhá, yêu nhìn em anh muốn ôm em vào lòng. Dạ. Tay anh choàng chéo ngang hông, từ từ anh tặng nụ hôn ban đầu, yêu em anh hôn thật lâu, yêu em anh ôm thật lâu. Dạ. Anh hôn càng mạnh càng sâu càng nồng. Dạ. Lúc người ta hôn nhau làm sao mở mắt được. Thế bây giờ là đất trời xoay chuyển mênh mông, tặng em tất cả cỗ lòng anh đây, để cho em sướng ngất ngây, cho em trở lại những ngày bên anh. Thôi chuyện này nhiều. Nhưng mà con hôm nay con. Dạ. Con công tác ở đơn vị nào?
con lao động tự do thôi. Tự do. Dạ. Ừ, có nhiều Facebook đó viết về ông nhiều lắm. Dạ. À. Ông có thể cho con biết là ông ở Hà Nội ở gần Hồ Hoàn Kiếm này luôn. Ngày nào ông có mặt ở đây. Dạ. Nhưng mà nhà ông ở bên Gia Lâm. Dạ. Ở Gia Lâm 3 năm rồi. Sau khi ở Czechoslovakia, dạ. Slovenski Republiki, Việt Nam mu Sitsetkusi. Dạ. Về Việt Nam, nó gọi ông là Maradona. Dạ. Thấy con nào đẹp là xà vào ngay. Nhá. Nếu con hoa hậu thì ngất ngay. Mà dạ. Con thị nở là chuẩn, cầm dép chuẩn ngay thôi liền. Ông đa hẹ đấy. Thôi. Dạ nhưng mà ông làm thơ hay quá. Ông có thể làm tặng cho con một bài xuất khẩu thành thơ ngay tại thời điểm này. Dạ. Bất ngờ ta gặp chàng trai. Dạ. Nhá. Chàng một chàng trai trẻ tương lai sáng ngời. Dạ. Nhìn vào đôi mắt rối bời. Dạ. Nhá. Con nào mà vớ được thì tươi bời khói mây. Sự nghiệp của con tràn đầy. Dạ. Nhá. Trăm năm hạnh phúc nhá. Ngất ngây tâm hồn. Dạ. Nhá. Công danh sự nghiệp sẽ thành. Dạ. Con nào vớ được nhá là màu xanh tuyệt vời. Trời. Nụ cười ánh mắt nhá êm êm. Tương lai sự nghiệp nhá vượt trên nhá bình thường. Dạ. Con vợ nhìn thấy rất thương. Dạ. Nếu mà vớ vẩn nó tương ngay liền. Ông ấy giỏi đấy. Dạ ông rất giỏi. Quá giỏi. Dạ. Để có ngày hôm nay ông đã từng nhá. Ông đã từng thân lập thân không phụ thực ai. Dạ. Hai bàn tay trắng nhá. Đi giữa cuộc đời. Năm nay là 50 năm ông đi ăn cơm khắp thế giới rồi. Dạ. Yêu 49 bà. Ôi yêu 49 bà. Lấy cả vợ Tiệp, vợ Đức, vợ Nga, Ba Lan. Trời. Về Việt Nam lấy bà thứ 50. Có một cô con gái là du học. Là 59 bà vợ luôn. 49 bà, bốn yêu thôi. Yêu thôi. Không có đứa con nào rơi vãi. Dạ. Thanh thản. Ờ. Giản dị. Thở Bác Hồ. Dạ. Mà ông có một bà nào để cho ông ấn tượng sâu sắc nhất không? Chỉ có bà ở Tiệp Khắc. Ở Tiệp Khắc. Và ở Việt Nam có một bà. Dạ. Ở Việt Nam có bà sinh năm 75. Dạ. Ở Tiệp Khắc thì ở ông có Khắc. Để lại một bài thơ nào cho bà bằng tiếng có tặng. Dạ. Người con gái Ivana. Dạ Ivana. Nó rất đẹp, nó rất. Dạ. Xinh. Dạ. Gia đình nó lại thích mình. Dạ. Nó muốn là mình nó chung tình. Dạ. Nhá. Mùa đông năm 1987 tại thành phố nhá. Cadanye. Dạ. Cái Leroyen 87 chết trong vòng tay của nàng. Dạ. Nếu ngày ấy mà khôn như bây giờ thì ta tặng cho nàng một hoàng tử hay công chúa. Nhưng bây giờ mới có 30 tuổi, chưa. Dạ. Đến 30 tuổi, lúc. Dạ. 27 tuổi. Dạ. Có nhiều cái phải lo. Dạ. Bây giờ trở về Việt Nam rồi mới biết rằng mình là ngu hơn bò. Ông vui quá. Ông đừng nói. Một tâm hồn không có nhiều ở Việt Nam. Dạ. Một người đi bộ 40 năm. Dạ. Bỏ thuốc lá 30 năm. Sống giản dị cho tất cả. Chỉ cần cho sức khỏe như bác nói. Xưa để em thơ lụa tặng già. Cần mỗi sức khỏe thôi. Dạ. Không cần gì. Dạ. Và cần một cái nữa là cần một cái trí tuệ. Dạ. Và cần một cái nữa chạy đầu dòng là cần cái đức. Dạ. Con lúc trước là con ở miền Nam, ở Đồng Tháp thì con thích ra Hà Nội lắm. Và ngày hôm nay thì là lần thứ 3 con được đặt chân Hà Nội. Con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác, vẫn thấy trong tay Hồ Gươm xanh mát. Ôi Hồ Gươm hôm nay trời mưa, bất ngờ anh lại gặp em. Chúc em mạnh khỏe tuyệt vời, con nào vớ được là cuộc đời êm ru. Thôi nhé, đường trần năm tháng mênh mông, bất ngờ ta gặp ở giữa cánh đồng hoang. Nhá. Chuyện bác muốn nói rất nhiều, chúc em mạnh khỏe, giữ điều bình an. Dạ, bé con ngày hôm nay được gặp bác, con mạn phép là cầm một tay, tại một tay con cầm máy rồi. Một được. Bàn tay ấm áp nồng nàn. Nhá. Dạ. Tương lai sự nghiệp vinh quang vẹn tròn. Dạ. Nhá. Tuổi còn trẻ đừng để đời héo hon. Dạ. Năm con rồng nhá. Dạ. Là bay lên rồi. Bay lên. Dạ. Làm gì thì làm,
sức khỏe số 1. Dạ. Trí tuệ thứ 2. Dạ. Nhân tâm thứ 3. Dạ. Có 3 gạch đầu dòng. Dạ. Điều kiện để mình trở thành một con người hát bài: trăm năm ta vẫn là ta, nếu không là ta hát bài trở về cát bụi cuộc đời. Ông có thể tặng con một bài hát về Hà Nội được không? Hát thì hát được, nhưng dạ, chỉ là đọc thôi. Dạ. Nhớ phố Khâm Thiên đường Nguyễn Du, nhớ bóng hôm nay mưa mưa phùn, anh vẫn bất thình làm gặp em ở Hồ Gươm lạnh giá, anh vẫn hành quân trên phố, truyền thống cha ông rạng rỡ non sông nghìn kiếp Thăng Long nắng lên Ba Đình. Bờ Hồ ơi, Hồ Gươm xanh mặt nước long lanh, còn tôi chỉ là một người lãng du, sống vô tư, sống giản dị, sống chân thành. Hà Nội ơi, hôm nay sao mà đẹp thế, mưa vẫn bay, đời tôi vẫn không đổi thay, nhìn cô đeo ô bà tấm lòng thêm chăn trở, nhìn những người Tây đi giữa ven hồ. Hồ Gươm đẹp lắm em ơi, còn anh vẫn là người vô tư. Chú tuyệt vời, chú quá sáng tác biểu diễn đấy, quá tuyệt vời, chú xuất khẩu là một con người không cần sân khấu, tất cả có trong trí não rồi. Dạ. Nên nó là anh ấy tên là gì? Tên tôi là Marula, đá vào ít đá ra thì nhiều, bỗng nhiên đá phải cô Kiều, đá dăm ba cái là yêu suốt đời. Nha. Dạ. 70 tuổi rất tuyệt vời. Dạ. Cuộc sống khỏe mạnh như vẫn thấy chân trời gọi là bình yên. À. Chú, cuộc đời của chú thì suốt mấy mươi năm qua thì chú lấy cái việc gì chú làm niềm vui? Chú chỉ đi lấy mặt đất, lấy con người, lấy niềm tin, lấy sức khỏe, lấy đạo đức. Dạ. Lấy vẻ đẹp. Dạ. Lấy cái hồn. Dạ. Lấy cái tâm. Con gái thì lấy cái đẹp, cái duyên và cái hấp. Dạ. Là đó là tư cách của chú đấy. Dạ. Nếu mà hôm nay mà chính gặp được chú là con không gặp bằng người thứ hai. Dạ. Nhưng mà chú có cái này, chú có sức khỏe, có trí tuệ. Dạ. Sức khỏe là một, trí tuệ là hai. Hai cái này đều cần và đủ để là con trưởng thành. Dạ. Mà con đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Phải thế nhá. Tiếp chú hay quá. Con này có đủ trí tuệ để bắt chước bất cứ ngôi sao nào. Dạ. Nhưng mà thích mỗi này, đi bộ 40 năm rồi. Chú đi bộ 40 năm luôn. Bỏ thuốc lá 30 năm rồi. Yêu rất nhiều, như kiểu có mỗi một con gái duy nhất. Dạ. Và sẽ nguyện sống 100 tuổi. Dạ. Không thuốc lào. Dạ. Không thuốc lá. Dạ. Không vợ bé. Dạ. Gặp hoa hậu đẹp đứng ở xa 10 mét nhìn trộm. Ồ. Đó là chuyện nhiều cháu nào. Dạ, nhưng mà con chưa nghe chú kể hết cái câu chuyện về người tình chuyện ở nhiều Việt lắm. Nam. Ở Việt Nam mà chú mới lắm. Có kể một người tình ở tiệp khác thôi. Còn người tình ở Việt Nam mà làm cho chú nhớ nhất kìa. Người Việt Nam có bài thơ viết cho người yêu 5 năm. Dạ. Viết cho nàng bài thơ anh chỉ yêu mình em thôi. Dạ. Đã viết thế này: em ơi có yêu anh không? Dạ. Tên anh là Phạm Huy Thông đây mà. Tình anh chung thủy thực thà, không nghèo không khó nhưng mà y credit em. Dạ. Trong anh có điều đó. Dạ. Và bài thơ tặng cho bóng đá, tặng cho Công Vinh năm 2008 viết bài thơ hoan hô Công Vinh. Dạ. Viết rằng lúc đó là Việt Nam mình viết đọc thắng SEA Games. Có phải? Dạ. Là có một năm ông Calisto. Dạ. Thằng viết nó đá quả bóng vào, quả bóng của bao giờ biết là nó lao vào đầu Công Vinh, nó mủ bay vào hôn nhá. Viết dạ. Bài thơ này hoan hô Công Vinh, viết này ở Mỹ Đình. Dạ. Viết về bóng đá này: tiền đạo số 1 Việt Nam đánh đầu thủng lưới vỡ toang Mỹ Đình.
khán giả ngồi xem truyền hình, cả dân tộc Việt giật mình lệ rơi. Một bàn thắng đẹp để đời, bàn thắng quyết định ngoi lên cúp vàng. Dạ. Niềm vui sung sướng ngập tràn. Dạ. Tiền đạo số 1 rõ ràng công vinh. Con mới vừa chụp với chú một tấm hình thì chú đọc những cái câu thơ rất là hay. Lúc nào ông qua vô hương hết. Dạ. Chú cứ tưởng cháu đi đâu nhá. Dạ. Nhưng mà nhìn kỹ là cháu là nhà thầu rầu, gọi là tình yêu. Đôi mắt biết nói lên lời, con nào mà nhìn thấy là rối bời con tim. Trời. Có chuyện kiểu đó. Rồi một lần nữa thì con xin cảm ơn chú cháu đã, con cảm ơn chú và gặp, cháu gặp cháu nhau đã... gặp nhau tao nói một câu nhá. Dạ. Trăm năm hạnh phúc mái đầu còn xanh nhá. Dạ. Yeah. Cuộc đời dẫu có tan tành thì vẫn là như trở thành vĩ nhân. Oh, ngày hôm nay con rất là diễm phúc khi mà con được gặp chú. Giờ bây giờ này cái gì đấy thôi thì ông mâm con này 70 tuổi cứ gọi là ông đi nhá. Dạ con gặp ông. Rất quý nhau câu dạ. Chuyện bây giờ đấy ông chẳng đòi hỏi đâu, nếu mà dạ. Con lộc cho ông một tí lộc gọi là may mắn được không? Dạ được ông. Lấy cái may thôi. Dạ. Lấy cái may ở cuộc đời này. Dạ. Hôm nay ông quý con nói chuyện còn chỗ ở chỗ khác chỉ 5 phút thôi nhá. Ông đi nhiều lắm. Dạ. Người miền Nam nó hỏi ông nhiều lắm, nó bảo có cái ông ở thấp thấp mà giống Madonna. Nếu mà con nha đăng này, con mà đăng lên Facebook nhá, nó biết con người này. Cứ gọi là Maradona nhá. Dạ. Bất thình lình đi giúp cuộc đời. Dạ. Nhìn con ông nói một lời bình yên. Nhá. Dạ. Con sau này sẽ là lấy được vợ hiền. Làng quê nhá vẫn thích sự bình yên chân thành. Dạ. Hôm nay rất là bất ngờ. Không hẹn, không gặp mà lại chờ Hồ Gươm. Chúc con nhá hạnh phúc trên mọi con đường. Bình tĩnh, mạnh dạn, không vấn vương điều gì. Đường con đi còn đầy trông gai, nhưng ông tin tưởng tương lai sáng ngời. Gia đình nhá đoàn tụ vui tươi, mà con sẽ là con người cầm cân. Trong đôi mắt vẫn còn phân vân, làm công việc nhá cho cơ quan còn nhiều phần phải lo. Nhưng mà được cái này, hiền lành phúc hậu chân thành, bao nhiêu tình cảm để dành vợ con. Dù đi đâu, dù ở đâu thì con vẫn là một người nhá hạnh phúc nhá và mạnh giàu. Chuyện ông nói rất là nhiều. Chúc con mạnh khỏe nhớ điều ông dặn. Dạ. Đường thương đau còn rất nhiều, đường đến vinh quang còn phải đi qua khói lửa. Đời con trăn trở. Để có ngày hôm nay ông nói chuyện với con, ông đi quá nhiều rồi. 10 năm ở châu Âu. Dạ. Dạ. Yêu rất nhiều nhưng không có đứa con rơi vãi nào ở hành tinh. Dạ. Một cô gái duy nhất. Còn vậy là ông biết rất là nhiều ngôn ngữ, rất là nhiều thứ tiếng. Biết, chỉ biết một hai câu là đủ. Còn tiếng mà tiếng mẹ đẻ là tiếng tiếp khắc. Dạ. Cộng hòa Séc, Český, Slovenský, Republiky. Dạ. Dneska, Dobrý, Jednu kluk. Dạ. Fotografie. Dạ. Hốt nghe. Dạ. Sydney, hốt nghe. Buhati. Dạ. Krasny. Dạ. Buhati. Kitri. Dạ. Dobrý. Karaso. Dobrý Karaso. Học tiếng Nga đi nhiều lắm. Dạ. Tôi chuyện nhiều cho con điều điều. Nhưng rồi. Mà con không hiểu cái đó, cái câu đó nghĩa là gì không? Karaso tức là tốt. Dạ. Nha, Karaso. Ôi chính Karaso là tốt nhất. Dạ. Thế còn Cộng hòa Séc nói là này. Dobrý Karaso. Nilepsi. Dạ. Cái lúc kỳ. Dạ. Ông nói chuyện nhiều lắm, ông nói chuyện đủ khắp trên đời. Dạ. Thôi. À. Chào con nhé, con ơi. Chia tay ông nói một lời tim gan. Hạnh phúc rồi sẽ ngập tràn. Tương lai sự nghiệp dành cho người hiểu biết và thông minh. Rồi ông, con gửi ông đây là một cái phần quà của con. Dạ. Khi nào ông vào cái phố đi bộ Bùi Viện nhá, hay là cái chỗ mà gì nhỉ? Chợ Bến Thành, ông gặp con nhiều hơn. Dạ. Ừ. Ông có vào Sài Gòn chưa? Ngày xưa trong 5 năm rồi. Dạ, ông có bài thơ nào về Sài Gòn không? Sài Gòn thì chưa ngẫu hứng, nhưng có bài hát này.
Đường Sài Gòn đèn xanh đèn đỏ, thành phố xa hoa, thành phố của dân ta. Sài Gòn là một đất gọi là hoa thịnh đốn. Sài Gòn là hòn ngọc viễn đông. Sài Gòn là có thể là Hà Nội không sánh bằng. Sài Gòn là cái gì? Nó rộng dài, cách sống hôm nay không cần biết ngày mai, nhưng mà nếu là theo nhịp sống tương lai sáng ngời, người Sài Gòn rất ăn chơi, gái Sài Gòn rất tuyệt vời, nhưng mỗi gọi là hơi hoang tàn. Ở đâu cũng thế thôi, ở đâu có người tốt người xấu, ở đâu có người thông minh. Tất nhiên rồi, cái xác suất người thông minh chuẩn cũng có. Thôi nhá, chuyện nhiều. Bây giờ đôi điều nói về con nè. Dạ. Con phúc hậu hiền lành, nhưng mà này hơi mộc mạc. Dạ. Hơi dân dã. Dạ. Hơi phong trần. Dạ. Con còn trẻ lắm. Dạ. Ở tuổi chưa đến 40. Dạ. Niềm vui hạnh phúc tràn đầy. Nhá. Dạ. Con nào mà vừa được ngất ngây tâm hồn. Khỏe mạnh, hiền lành và chân thành. Dạ. Yêu đời vợ tự tin, không tham tiền, không tham tình. Dạ. Cân bằng cuộc sống thì đấy mới là nhất. Dạ. Còn sướng hơn vua, vua chả là vua phải lo nhiều lắm. Dạ. Con đã biết đâu, bao nhiêu tổng thống thế giới nó còn tan hoang trở về cát bụi. Dạ. Vì Việt Nam mà tan hoang đã đành rồi. Dạ. Thôi, chú cháu mình không lấn sân với đi chính trị. Dạ. Có mỗi câu này, bất ngờ. Dạ. Gặp con ông cảm thấy như tẫn thở người ra. Để con người nhá, có cái gì nó như là bông hoa. Thấy con thật thà rất vui. Mặc dù ông đi bộ khắp đường đời, dăm câu nhá, sáu chữ nói lời nhá, vô tư. Thôi, bye bye. Dạ, bye bye ông. Con chúc ông sức khỏe. Chúc con thành công nhá. Dạ, con. Nếu mà có, con có lên Facebook hay lên một bất cứ chương trình nào, hay là một công việc gì bên bình luận, hay là đi tìm những người tử tế. Dạ. Con nghĩ rằng là ở Việt Nam không người thứ hai. Bảo con cái ông thấp thấp mà hay đi bộ mà áo sao vàng, mà áo Bác Hồ chính là con. Dạ. Còn nếu mà không nhắc vào cái tên nhá, cả thế giới biết. Dạ. Gọi là Maradona. Dạ. Như sân hạt chiếu thôi, không phải khó. Mình là dạ. Tự nhiên mình cảm thấy mình trẻ ra, yêu đời hơn. Làm sao mà 70 tuổi vẫn như là thanh niên. Đấy là cái sướng nhất. Ở trên đời này nhá, tất cả sẽ trở về cát bụi. Hạnh phúc nhất là khỏe mạnh. Nếu như ông nghĩ nhá, ông 70 rồi, sau 30 năm nữa thì ông vẫn là 70. Dạ. Yeah. Ông thích lắm. Bây giờ ông cứ tưởng ông 30, bởi vì ông yêu đời, đất nước Việt Nam là của ông. Sức khỏe ông có, trí tuệ ông có. Dạ. Yeah. Ông không ghét ai lắm. Dạ. Yeah. Cũng chẳng yêu ai lắm, bình thường. Nhưng cảm thấy này, cuộc sống giản dị, phóng khoáng, chân thành. Đi bộ năm nay 30 năm rồi, không phải. Cái đấy là bây giờ Hà Nội mới có phố đi bộ. Bắc bộ năm nay hơn 30 năm rồi. Đi bộ bỏ tất cả phương tiện, thanh thản như được thường, vô sản, vô tư. Dạ. Đời việc gì đến sẽ đến, còn không đến không cần thiết. Dạ. Chuyện nhiều lắm. Dạ. Con chào ông. Chúc sức khỏe. Dạ, con chào ông. Chúc ông sức khỏe. Chúc con hạnh phúc và thành công. Hạnh phúc bên con với con bầu. Dạ. Con bầu là con vợ ấy. Dạ. Con bầu là một kho tàng. Dạ. Đi đâu nhỡ nhàng là nó sẽ lo cho. Dạ. Ôi chuyện nhiều. Dạ. Chúc con mạnh khỏe vẹn toàn. Dạ. Công danh sự nghiệp nhá, ngập tràn tình yêu thế. Dạ. 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 Con chào. Dạ. Hẹn gặp. Như vậy là Bùi Hồ có một buổi gặp gỡ với chú rất là vui, và chú đã chia sẻ những cái câu chuyện rất là hay. Dạ, và đây là một trong những cái câu chuyện mà Bùi Hồ tình cờ ghi bên lề trong cái đoạn đường mà Bùi Hồ từ Hà Nội đi Cao Bằng. Cháu mong câu chuyện này nó sẽ mang một phần nào đó màu sắc thêm cho cô bác quý anh chị cũng như là tất cả mọi người ha. Còn bây giờ bên bờ hồ gương như thế này, Bùi Hồ cũng xin nói lời chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau.